Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn, tôi tên là Bùi Thị Thanh Phong và tôi là thông dịch viên tiếp Nhật. Thì lần đầu tiên tôi đến với Beijing thì tôi học được trong cái khóa học này thì tôi bắt đầu định hướng mình là đi vào cái con đường kinh doanh. Tôi không biết bắt đầu từ đâu hết, nhưng mà sau khi mà đã học cái khóa học về sale ấy, thì tôi cảm thấy là tôi có được cái cách thức để mà mình bán hàng. Tôi biết được những cái cách thức để mà mình bắt tay vào cái công việc kinh doanh này. Những cái kiến thức mà thầy Duy chia sẻ thì nó rất là thực tế và nó gần gũi và mình có thể áp dụng được vào ngay. Và cái việc mà mình áp dụng sử dụng những cái kiến thức mà thầy đã dạy như thế này thì mình có thể áp dụng vào ngay, và cái kết quả thì các bạn có thể là cảm nhận được ngay. Và tôi cảm thấy là cái tư duy của tôi đã thay đổi và tôi mở mang nhiều kiến thức hơn, và cái cách để mà mình bắt đầu từ đâu. Thì lúc đó nếu mà hệ thống được rồi thì ngoài ra cái lớp sale này cũng điều cực kỳ tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ nào? Là bán hàng của công thức đó. Thì tại vì mình đang ngoài khi mình hiểu nó rồi đó, từ lúc đó